Ừ, gặp bố mẹ trẻ trốn con ra ngoài vườn chơi. Ừ, ok. Đây là em đẻ đầu tiên, được hai con đấy. Ừ. Này để xem tự do xem nó có ra vườn chơi không, vẫn phi ra vườn chơi. Để con lại hai đây. Đây chính là cặp bố mẹ đấy, chó bố mẹ của cái đàn hai con đực. Đó mọi người ai mà thích thích đón cái hai đàn hai con đực ấy thì đây là chính là cái cặp chó bố mẹ của đàn đấy. Lông bẩn không kịp tắm đâu, không kịp tắm thì nó đẻ rồi, mà nó đã đẻ rồi thì để chờ cho con nó mở mắt rồi lúc đấy rồi tắm. Đây, được đây. Đấy, cái đây. Đấy. Đấy. Ok, ra ngoài kia chơi đây. Có hai trận mưa cái này. Cỏ mọc như rừng không kịp nhỏ luôn. Đấy. Hôm trước nó chỉ là mấy cái cây bé con này. Không kịp nhỏ cái hai trận mưa cái quả nó lên hoa hết này, tí phải nhỏ luôn này. Ừ. Xinh không, mọi người thấy giống Bắc Hà nó có xinh không, xinh lung linh luôn. Sậy ơi, sậy 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 sậy, đang đi vệ sinh. Sậy ơi, quay lại đây, ra đây. Chơi ở đây thôi, chơi ở đây thì có gì anh còn quay video tí. Ừ. Chứ có mấy người hỏi về cái đàn chó con Bắc Hà trắng này. Thì hỏi con bố nó là con nào thì hôm nay tiện là quay luôn để cho mọi người xem. Đây là con bố của hai đàn đầu. Con bố của 6 con, 6 con đầu, 4 đực 2 cái. Đây là con mẹ của cái đàn hai con. Còn cái đàn thứ ba để ấy là con bố khác, để hôm nào rồi mình sẽ quay. À, là con bố đấy là con bố của con này. Con này thì là con đực non. À, lông đuôi của nó chưa được bông lắm, chắc cơ độ khoảng tầm 3 tháng nữa thì chắc là nó sẽ bông. Đây là đợt này nó đang một cái đợt thay lông, nó đang rụng lông rồi đấy, đang mọc lại. Đấy con cái đây. Cái thì không được đủ lông đâu. Và lông nó cũng thay lông ấy, mọi người nhìn cái lông đuôi ấy. Cái lông đuôi của nó còn dính một tí cái lông cũ ấy, lông mới nó mọc chưa đủ. Đây, nhưng mà nhìn nó cũng đã rất là xinh rồi. Đây, con đực nó tự mở cửa nó chạy về rồi. Chơi chán rồi, ra chơi tí thôi, nào vào. Để xem chờ tí xem nó có lượn ra không. Hay là vào luôn. Vào luôn hay là lượn vào rồi lại lượn ra, chờ một tí thì sẽ biết. Bông muốn vào chưa? Này, nó đi vào rồi đấy. Đây con này nó có hai con thì nó ti đúng hai ti kìa, hai ti nhiều sữa hơn. Ít con quá, hai ti nhiều sữa hơn, thế là nó vào rồi đấy. Thôi đi vào đi, đi bông đi, đi vào chuồng, vào chuồng quay hai con cho con đi. Để cho mọi người nhìn thấy xem hai con chó con hôm trước của nó bị sứt đấy thì hôm nay nó có lành chưa. Ừ, nó lại lượn ra. Ừ, cái con này. Thế vào thích khoe thành tích tí thôi à? Thế ra đây chơi tí, ra đây chơi tiếp. Chơi một tí nữa rồi vào. Ui giời. Tưởng vào vào trong chuồng luôn chứ vào rồi lại lượn ra thì vào làm gì? Để cho chúng nó ồn ào lên chứ làm gì? Vào đây khoe hả? Khoe hôm nay ta được ra hả? Lăng xăng quá không được chơi cái trò chơi xí rỏm vậy đâu. Xí rỏm vậy những con kia là nó tị. Rồi, chơi ở đây thôi. Ok. Ý, thế thì lại cho chơi ở ngoài này một tí. Ý, bông xinh. Bông rất là xinh luôn. Rất là xinh và rất là ngoan. Sậy ơi, sậy. Chơi ở đây thôi. Không có ra đấy, chơi một tí nữa rồi vào. Thế bông có thích lượn loanh quanh thì lượn loanh quanh tí đi, lượn loanh quanh một tí rồi vào. Ui, có con chuột. Thế là bọn đang gãi nó không biết đấy, biết nó ra lùng luôn, lại gọi mãi không vào ấy. Ừ.
quay siêu gần nha mọi người. Con đực nó cũng to lắm. Con cái này thì nó là thuộc vào mấy con cái khung to. Con cái này nó đẻ xong lứa này nó sẽ phát ngang, nó sẽ rơi vào cơ độ khoảng tầm 24-25 cân. Sợi ơi, quay lại đây. Lượn ra đây lại lượn vào khoe hả? Thích khoe hả? Lượn vào khoe ta được ra ngoài à? Hay. Bọn này đợt này đang phải cho cái thải độc gan liver detox. Nó đang nóng trong, không hiểu cái thời tiết mùa này mà nó lại nóng trong nhá. Mọi người để ý, nếu mà chó của mọi người mà nó gãi tai, nó gãi tai hay là nó gãi người ấy, là kiểm tra xem, một là nó nấm. Không phải nấm thì nó là nóng trong. Như bọn này là đợt này bọn mình để ý là bọn chó của mình nó bị nóng trong. Con mẹ sốt ruột muốn vào đấy. Thôi đi vào đi. Đây, cho chúng nó vào luôn. Rồi, ok, quay hai con chó con hôm trước là con mẹ nó gặm sứt. Em đi vào trong đi. Vào trong để nhìn hai con nhóc con này đi. Đang ngủ đây. Hôm nay cái vết sứt của nó là coi như là nó đầy lại rồi. Đầy lại rồi nhưng mà vẫn chưa khỏi hẳn. Con này cũng vậy. Bên này thì khô rồi. Bên này vẫn ướt. Thế thì vẫn phải chấm cồn cho chúng nó thêm 1-2 hôm nữa rồi. Chấm cồn cho chúng nó coi như là chấm cồn 3 hôm rồi. Ok. Rồi, nằm xuống cho con nó ti đi. Để ti con mẹ bị lạch kìa. Rồi. Nằm xuống. Mà chúng nó no thì chúng nó đâu cần ti đâu. Hai con đực. Đến hôm nay là cái con đây, nhìn này. Nhìn cái con mà nó lành, nó khô một bên này. Cái con một bên khô một bên ướt nó to hơn rồi này. Đấy. Con này là hai bên ướt này. Hai bên ướt là bé hơn. Khi mà chúng nó có cái vết sứt lên này chúng nó chậm lớn hơn đấy. Đấy, như mình nói từ hôm đầu. Chứ hôm đầu là hai con coi như là nó tương đương nhau. Thì mẹ rất là xinh. Hôm trước có một bạn hỏi là có con nào mũi đen không? Có con nào mũi đen không thì mình để ý là bọn này ấy, càng lớn lên mũi nó càng đen. Lúc bé mà mới đẻ ra thì hình như là chẳng có con nào mũi đen cả, kể cả bọn này ngày xưa cũng thế này. Càng lớn lên mũi nó càng đen. Không là đến đoạn già thì càng già mũi nó lại càng nhạt. Đấy. Nhớ đen hay không thì con chó khoảng tầm 2 tháng thì nó sẽ rõ, còn tất cả các con mẹ của cái đàn này nó đều đen cả. Đây này, đang hơi nóng rồi này. Phải cho cái thải độc gan mấy hôm này, nóng rồi. Nhìn cái da ở miệng của chúng nó này. Đấy, nó hơi mẩn mẩn, kiểu hơi mẩn mẩn ấy. Là con chó nó bị nóng trong. Dọn cho con, để tí anh chấm cồn cho thêm tí nữa nhá. Nhá. Cho nó khỏi. Đây là hai con. Ok. Để sang xem đàn 4 con nhé. Đây là đàn 4 con. Cách nhau một ngày đấy. Đó. Mọi người nhìn cho con nó chỉ tương đương nhau thôi. Đây. Như cái con to ở bên kia thì chắc nó cũng bằng con này. Ý. Ok. Xem là cái tai có vết sứt mới không. Đang phải cho thải độc gan ấy, nhìn cái tai nó gãi. Gãi tai. Đấy. Bọn này thì đàn này thì nó khá là đều. Đó. Để cho mọi người xem. Đây cho thải độc gan thì chắc độ 4-5 hôm là nó sẽ không gãi nữa. Úi giờ tranh nhau tì, úi giờ kêu, tranh nhau hơi tì mà kêu quá. Ok, yên lắm. Làm gì mà chúng nó ghê gớm nhỉ. Úi giờ tì có tận 6 cái tì, 8 cái tì mà nó tranh nhau cái vị trí tì. Còn đấy là về sau sẽ là con mà hình như con đấy là con to nhất đấy. Về sau sẽ là cái con hơi lắm điều đấy. Vừa tìm vừa kêu đấy. Theo kiểu như là
À không phải con to nhất, con to nhất là con bên kia. Con không, con này cũng to đấy. Con này là lông của nó có vẻ là lông ngà ngà. Đây này, con này, này. Được cái cái. Ừ, cái. Lắm điều thế. Úi sợ, úi sợ. Nhoi 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 nhoi. Úi sợ. Có ti nó có chê chứ, hai ti này. Chê. Chê cái ti đấy. Nó phải tranh đúng cái vị trí của nó thôi. Để thử xem nhé, xem nó có ti nào không, hay nó chê. Đây. Hai cái ti chê. Chê nó tìm đúng cái ti của nó. Đây. Đây này, rõ là còn tận hai ti này. Hai ti luôn. Đấy, ti bên trên. À ti bên trên, ti những cái ti ở bên trên là nó ít sữa hơn một tí nhưng mà chất lượng sữa nó lại cao hơn. Sữa nó đặc hơn. Con này nó vi diệu lắm. Đấy. Khi nó chê ti. Con nào ti đúng ti con đấy luôn, hết sữa mới sang ti khác. Đó, để cho mọi người xem. Ui sợ ơi, có con này lại ti ở cái ti bên kia. À. Thế là mẹ, cứ phải cong người lên để mẹ nhường chỗ cho mà ti. Đây sang bên này. Ti để mẹ nằm cho nó thoải mái. Ok. Tất cả các con mẹ thì mũi nó đều là mũi đen. À, như cái đàn này là con bố cũng mũi đen. Nên cho con chắc khả năng là về sau mũi đen hết. Đó, cập nhật cái tình hình hai đàn Bắc Hà trắng đầu tiên để mọi người quan tâm thì mọi người cùng xem. Ok, mọi người thấy cún xinh không? Cái tài ở đàn thì gãi quá. Để cho ăn mấy hôm. Nó mà nóng cái này mà nó nóng nó gãi đến mức này là nó nhanh lắm. Nó gãi cái phát hiện là nó gãi cái là đấy nè. Phát hiện nó gãi cái thì là đến hôm sau nó đẻ rồi. Nó có thấy nó có vết sứt luôn. Ừ. Trời. Gãi chóc hết da rồi. Còn muốn cho nó mát hẳn thì phải chờ thêm một tí nữa, cho con nó lớn thêm một tí nữa vừa tắm. Để diệt nấm. Ngoài ra vẫn cho liver detox. Như là vì là có thể là khi nó gãi rồi, nó gãi mấy hôm ấy là có thể nó bị nhiễm nấm rồi. Ở trên da nó nấm rồi, còn cái ban đầu mà do nó gãi là vì nó nóng trong. Đó, mọi người thấy cún xinh không? Ok. Rồi cho con ti đi nhé, để anh chuẩn bị đồ ăn. Đó, mọi người quan tâm thì lưu số điện thoại của trại 0901008234 nhé. Trại ở Hà Nội. Chó con thì có thể ship toàn quốc. Gửi xe được hết. Mùa này mát mẻ. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.